Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Huyện ủy Đông Anh vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến tới toàn thể cán bộ đảng viên 24 xã thị trấn trên địa bàn. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 29, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã khẩn trương xây dựng và ban hành 6 chương trình công tác cùng 24 đề án gắn với 3 khâu đột phá chiến lược để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, huyện ủy Đông Anh sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ nét hơn trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phù hợp, đáp ứng với mô hình chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo bồi dưỡng lao động chất lượng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh hiện đại. Tập trung khai thác nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe phổ biến quy chế làm việc của các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đây là điểm mới nổi bật của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh so với nhiệm kỳ trước, nhằm tạo thuận lợi trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và làm việc với các cơ sở.